Đây là clip hướng dẫn đăng ký phương án giao công hàng cho cảng đối với 4 loại container phổ biến là công thường, công nguy hiểm, công lạnh và công quá khổ. Để thực hiện khai báo thông tin, quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau. Trước tiên, nhập tên tài khoản và mật khẩu, chọn khu vực giao nhận để đăng nhập. Sau đó, chọn phương án giao công hàng cho cảng ở mục đăng ký. Bước đầu tiên, tạo mới lô hàng hoặc chọn một lô hàng đã có sẵn. Tiếp theo, ta sẽ nhấn thêm để màn hình hiện ra cửa sổ khai báo. Ở đây, ta chọn phương án, chọn phương tiện và chọn chuyến nếu phương tiện là xà lan. Sau đó, ta nhập những thông tin của lô hàng, đó là hãng tàu hoặc đại lý, số booking, tên tàu, số chuyến, cảng chuyển tải và cảng đích. Khi khai cảng đích, trong trường hợp trên hệ thống không có tên cảng đích chính xác như trên booking hãng tàu cung cấp, quý khách vui lòng điền tên cảng đích vào mục ghi chú theo như dòng hướng dẫn in nghiêng ở bên dưới. Sau đó, ta khai tiếp số công, số siêu và kích cỡ công. Nếu quý khách đang khai báo container hàng khô thường, hãy chọn những công có ký hiệu GP. Tiếp theo, quý khách vui lòng khai báo trọng lượng container. Lưu ý, trọng lượng ở đây là trọng lượng khai báo VGM, bao gồm trọng lượng hàng và vỏ. Quý khách vui lòng tích chọn ô vuông ở mục VGM và điền thông tin đơn vị kiểm định ở bên dưới. Sau đó, ta điền thông tin macro là thông tin tổng trọng lượng tối đa cho phép được in trên cửa công. Nếu quý khách đang khai báo container hàng lạnh, khi nhập thông tin kích cỡ công lạnh là những công có ký hiệu RF, hệ thống sẽ tự động hiển thị ra cửa sổ mới để khai báo các thông tin kèm theo là nhiệt độ, thông gió và độ ẩm. Quý khách vui lòng khai báo chính xác 3 thông tin này. Nếu container không có thông tin thông gió và độ ẩm, vui lòng nhập số 0 và chọn một đơn vị bất kỳ. Còn nếu container không cần cài nhiệt độ, hãy tích chọn mục dưới cùng theo như hướng dẫn bằng chữ đỏ và ấn lưu. Sau đó, quý khách vui lòng khai báo đầy đủ thông tin trọng lượng container, mục VGM, đơn vị kiểm định và macro giống như khi khai báo container hàng khô thông thường. Nếu quý khách đang khai báo container hàng nguy hiểm, vui lòng chọn đúng thông tin số IMO và nhập số UNO của lô hàng. Sau đó, ta tiếp tục khai báo 4 thông tin về trọng lượng container giống như các công trên. Nếu quý khách đang khai báo container hàng quá khổ, khi nhập thông tin kích cỡ công quá khổ quá tải là những công có ký hiệu OT hoặc FL, nghĩa là Open Top hoặc Flat Rack, hệ thống sẽ tự động hiển thị ra cửa sổ mới để khai báo các thông tin kèm theo. Quý khách hãy chọn một trong hai hình thức khai báo, đó là nhập kích thước chi tiết quá khổ hoặc nhập kích thước chi tiết của mã hàng và ấn lưu. Lưu ý, nếu hàng hóa trong container không quá khổ, nghĩa là hàng hóa nằm gọn trong công, vui lòng chọn ô không quá khổ và ấn lưu. Sau đó, quý khách vui lòng khai báo tiếp tục 4 thông tin về trọng lượng container giống như các công trên. Tiếp theo, ta sẽ chuyển sang khai báo các thông tin chi tiết và dịch vụ kèm theo của lô hàng là mục được đóng khung tô vàng bên tay phải. Mục thứ nhất, thông tin hàng hóa. Nếu đây là container hàng thông thường, quý khách sẽ chỉ cần khai báo 2 thông tin tên hàng hóa, hoạt chất và tên cùng số điện thoại của chủ hàng. Còn nếu đây là container hàng nguy hiểm, vui lòng khai báo thêm quý khách đóng gói và ấn lưu. Mục thứ 5, dịch vụ kiểm hóa, khử trùng. Nếu có nhu cầu, quý khách vui lòng chọn đúng loại dịch vụ kiểm hóa 100% và khử trùng để chúng tôi sắp xếp vị trí lô hàng theo đúng như yêu cầu. Cuối cùng, tích chọn tôi xác nhận container đúng thông tin như trên booking hãng tàu cấp
rồi nhấn lưu để hoàn tất tiến trình khai báo. Khi hệ thống thông báo lưu thông tin thành công, quý khách sẽ ấn tạm mới nếu muốn tạo thêm thông tin của công tiếp theo hoặc ấn đóng để quay về màn hình đăng ký và thực hiện bước tiếp theo, đó là khai báo số tờ khai hải quan. Khi truy cập trang khai báo số tờ khai hoặc số quản lý hàng hóa, sẽ có hai mục để quý khách lựa chọn là số tờ khai hoặc số quản lý hàng hóa. Đối với những container hàng xuất chưa mở tờ khai, quý khách có thể chọn hình thức số quản lý hàng hóa và lấy số điện tử bằng 3 cách theo như hướng dẫn trên trang chủ. Còn nếu quý khách đang chọn khai báo theo số tờ khai, ta sẽ chọn thêm mới và nhấn chuột vào ô chọn số công hoặc nhấn vào biểu tượng mũi tên để thấy danh sách container của lô hàng này. Sau đó, quý khách sẽ chọn số công, nhập số tờ khai vào ô tương ứng và ấn lưu. Sau khi cập nhật thành công, quý khách quay về màn hình đăng ký giao công hàng cho cảng, sẽ thấy cột khai báo tờ khai có giá trị Y. Và cuối cùng, quý khách vui lòng thanh toán để hoàn tất thủ tục đăng ký giao công hàng cho cảng. Trên đây là các bước hướng dẫn thực hiện khai báo giao công hàng cho cảng đối với 4 loại container. Quý khách có thể quay trở về trang chủ để tham khảo clip hướng dẫn thanh toán import cũng như clip hướng dẫn các dịch vụ khác.